Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân nha. Rất là vui các bạn ủng hộ cái câu chuyện về linh thú của Tân. Thì như vậy là các bạn, sau khi post cái tập đó lên á thì rất là nhiều bạn đã nhắn tin trên fanpage cho cái messenger cá nhân của Tân, rồi trong cái phần bình luận của tập đó là rất là muốn biết làm sao để mình thỉnh một con linh thú, hoặc là mình có linh thú hay là không. Thì như vậy, ok, Tân sẽ làm cái tập review rõ ràng về câu chuyện về linh thú cho các bạn, là linh thú xuất phát từ đâu, từ khi nào, từ bao giờ thì có linh thú, làm sao mà linh thú có thể gọi là tồn tại trên đời này, và nó có thật hay là không. Thì để mà Tân gửi đến các bạn một cách rõ ràng hơn, thì để có cái tập đó thì Tân rất mong các bạn hợp tác với Tân ở trong tập này. Là đầu tiên là các cái bạn mà yêu thương mình, những người fan ủng hộ mình, hãy cho Tân một cái nút chia sẻ ở trên fanpage hoặc là ở trong kênh YouTube cũng được. Trong cái tập này các bạn có thể chia sẻ cái tập linh thú của Tân. Nếu như cái số lượng người coi cũng như người subscribe khi mà các bạn chia sẻ cái điều đó rộng rãi mà nó cao lên hoặc là nhiều người thích hơn, thì Tân sẽ chia sẻ các bạn là gồm hai tập. Một tập là Tân nói về nguồn cội tại sao có linh thú, linh thú bao gồm bao nhiêu loại linh thú ở trên đời này, và thỉnh ở nơi đâu, thỉnh ở chỗ nào, làm sao mình thỉnh các loại linh thú đó để đúng, nó phù hộ và nó giúp đỡ được cho mình, chứ không phải bạn muốn thỉnh ở đâu thì cũng được. Mình nói sơ sơ và cũng như là mình đã tìm hiểu được cái vấn đề này, thì Tân luôn lưu giữ hai cái câu nói ở trong cái điện thoại của mình để mà hiểu về cái nguồn cội linh thú mà mình thỉnh ở đây. Thì là đó, Hoàng đế Thái Tông, Rồng Thiên Trị Quốc, Hỏa Mộc Kỳ Lân, Hộ Pháp Triều Đường. Hai câu nói này là hai câu nói mở ra cho một cái thế hệ linh thú sau này của các gọi là các triều đại của người Hoa. Họ đã tạo ra linh thú vận mệnh để mà làm sao mà phù hộ được cho họ. Nhưng có điều đặc biệt ở đây, linh thú không chỉ có ở người Hoa, còn có ở người Việt Nam của mình cũng có. Vì vua người Việt của mình cũng rất là hoành tráng. Đặc biệt là những vị vua mà gọi là trong lịch sử đã có ghi, nhưng mà có lẽ các bạn vẫn chưa tìm hiểu tới. Là điều thứ hai là linh thú á, có ở xung quanh nữa, ở Indo, Malay, Thái Lan, Lào, họ đều có linh thú riêng của mình. Và bạn thỉnh con linh thú đó về để làm gì? Thì rất mong các bạn hợp tác với Tân là hãy chia sẻ những cái clip mà về linh thú, đặc biệt hình như là một tập 156 vừa rồi á, đó, tập về linh thú Tây Bắc của Tân. Thì nếu các bạn chia sẻ thì có hai cách để chia sẻ. Một là chia sẻ ở trên cái kênh YouTube của Tân. Hai là vào fanpage có thẳng đường link để các bạn ấn nút chia sẻ. Tại vì thật sự fan nghe chuyện nhưng không hề chia sẻ, cho nên là cái lượng mà người coi á càng ngày càng ít đi, làm Tân rất là buồn. Thì bây giờ Tân sẽ chia sẻ cái điều đó cho các bạn về linh thú. Là đầu tiên là những câu chuyện đó Tân mới vừa nói, và kế tiếp nữa là trong chuyến đi Malai của Tân sắp tới, thì Tân sẽ đến một tiệm phong thủy để cho các bạn hiểu hơn về các loại đá đặc biệt để mà tạo ra một con linh thú cho nó ở vào trong đó như thế nào. Thì rất mong các bạn hợp tác chia sẻ, cũng như là tạo một thói quen cộng đồng là chia sẻ cái câu chuyện mà Tân kể. Tại vì Tân một lần Tân kể bằng cả trái tim của mình, mà các bạn không chia sẻ hay là các bạn cũng không giới thiệu cho ai thì Tân rất là buồn. Câu chuyện của ngày hôm nay là hai câu chuyện mà cũng là do Tân trải nghiệm nhưng liên quan đến vấn đề về tâm linh. Thì hôm nay Tân đăng lên fanpage của mình một cái câu hỏi là các bạn muốn Tân kể chuyện về gì, thì rất nhiều bạn kêu là kể về Phà Cần Thơ. Thì ok, hôm nay Tân kể về chuyện Phà Cần Thơ cho các bạn nghe. Thì đầu tiên cái câu chuyện này nó xảy ra khi mà Tân còn là một cái người nhiếp ảnh, cũng như là đi lưu diễn chung với người ca sĩ của mình. Thì Tân cũng bật mí luôn, người ca sĩ của Tân là một người rất là nổi tiếng, mà hiện tại nếu như nói tên thì các bạn là rất các trong cái những người fan của Tân cũng là fan hâm mộ của người này. Nhưng mà Tân không có nói đến cái người ca sĩ của mình,
Nếu ai muốn biết ca sĩ của Tân là ai, trước đây Tân đã phục vụ cho ai, như thế nào, có hình ảnh tư liệu luôn nha, chứ không phải nói chuyện suông đâu. Thì khi kênh của Tân đạt một cái lượng người subscribe đủ lớn thì Tân sẽ nói. Tại vì mất công bây giờ mình nói ra, ta nói mình đó là thấy người sang bắt quàng làm họ thì rất là buồn cho Tân. Thì Tân trở lại với câu chuyện Phà Cần Thơ năm đó. Thì nhiệm vụ của Tân là làm cái gì, là đi chung với ca sĩ. Thì Tân ngày xưa là nhiếp ảnh, Tân có một cái bộ máy chụp hình. Và nhiệm vụ của Tân là đi chung với người ca sĩ của mình qua các chuyến lưu diễn để chụp hình cũng như là tư liệu. Khi về tới Sài Gòn á, thì Tân sẽ gửi những tấm hình đó cho những anh chị em báo chí để cho họ có cái tư liệu họ up lên mỗi ngày về người ca sĩ của mình. Thì thời điểm đó không có YouTube hay là bất cứ những cái trang mạng xã hội mà PR như bây giờ. Thì báo chí là một trong những quyền lực lớn nhất, và họ có những hình ảnh đó họ sẽ giúp ca sĩ của mình có tên tuổi cũng như là có thêm những bài đăng cho mọi người đọc. Thì vào thời điểm đó đó, cái chuyến đi Cần Thơ đó đúng nghĩa ra là đi một chuyến lưu diễn, là từ mũi Cà Mau đó đi xuống Cà Mau hát ở đó, thì ở nhà khách Cà Mau, sau đó là phải đi về, thì quay đi qua cái phà rất là dài, như phà Cà Mau rất là dài, sau đó mới tới phà Cần Thơ. Thì lúc đó cái cầu Mỹ Thuận nó chưa có xây. Thì trên cái chuyến xe đó mấy anh em á, thì ở trong cái xe đó đó là có ca sĩ của mình và một số anh chị em ca sĩ nữa, và có cả nhóm múa. Thì ca sĩ đi hát và có nhóm múa, lúc nào nhóm múa những cái vũ đoàn cũng đi theo á. Thì khi thường thường mà đi ghé cái phà Cần Thơ đó, thì những ai mà đã từng đi từ miền Tây mà đi qua phà Cần Thơ vào thời điểm đó, thì các bạn sẽ để ý thấy ở trên phà bán rất là nhiều đồ ăn, nào là bánh mì nè, rồi đặc biệt những cái này là những cái đặc sản như là nem nướng, trái cây, rồi bánh mì, rồi nói chung là rất là nhiều món mà đặc biệt họ bưng cho những cái thúng. Thì khi mà cái chiếc xe bus của mình á nó cập vào ở trong cái chuẩn bị đi vào cái phà để mà qua bên kia đó, thì lúc này đây á là tụi mình có xuống để mà mua nem. Thì ngày xưa Tân nhớ hình như là nem á chỉ có 10.000 hay là 20.000 gì đó là một chục. Thì Tân không có nhớ là một chục, lúc đó là người miền Tây mình tính là một chục 10 cái hay là 16 cái gì đó. Thì Tân không có nhớ. Thì lúc này mọi người đều ùa xuống mua. Thì trong cái vũ đoàn của Tân có một số bạn, cái vũ đoàn mà đi theo á, có một số bạn nữ. Thì trong đó có một cái bạn nữ đó, thì nói chung là con gái mà khi mà mua cái gì thì cũng có cái tính hay trả giá, thì rất là thích trả giá. Kiểu như mà mình hay cái kiểu mà bán cho tôi thêm, bớt cho tôi thêm 1-2 ngàn đi, cái món này đâu phải như vậy đâu này kia. Thì lúc mà xuống á, thì có cái một số người họ bán một chục nem là 10.000. Một số người nói là cái nem này nó ngon hơn, nó 20.000. Thì Tân thì Tân mua của cái chú đó là 20 cái là 20.000 là 40.000. Riêng cái bạn này, bạn đi vòng vòng và bạn không có mua được của người nào hết. Và bạn mới buông một cái lời là vậy, nem mấy cái nem này toàn là nem giả không à. Mấy cái mà mấy người đưa tôi coi á thì là rất là ngon, mà khi đem về mua một chục mang về nhà á thì toàn là gói hay là đồ bị móc, bị gì không à. Cho nên là không có tin tưởng lắm. Bán gì bán 10.000 mắc dữ vậy, bán 7.000 7.5 thôi thì không ai bán cho bạn đó hết. Thì mọi người cũng, khi mà Tân nghe cái câu nói đó thì cũng nhiều người nghe, chứ không phải là một mình Tân nghe, nhiều người nghe. Nhưng mà khi mà lên xe thì không hiểu lý do tại sao ha, bạn ấy mua của ai thì thấy bạn đó có một chục nem nằm ở trên tay của mình. Thì lúc này Tân cũng có chọc, tính của Tân, Tân hay chọc lắm. Tân mới quay lại Tân nói trời dữ ha, ngon à, nãy giờ chê quá trời chê mà cũng len lén làm chục nem ha. Thì bạn đó nói trời chị này bán rẻ lắm anh, bán có 5.000 chục à, anh mua hớ rồi, anh mua gì 40.000 lận, em mua chục 5.000 nè, ăn ngon quá trời đó. Mà mình chưa thấy cái chuyện này, chưa thấy cái bạn này bán ăn đó, cho nên là mình chút hồi mà xe bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ, để mà mọi người đi qua bên phà bên kia rồi thì bắt đầu chìm dần trong giấc ngủ để mà trên đường đi về lại Sài Gòn. Vì thật sự á, đi diễn rất là mệt, mà đi hát đi về như vậy ngồi trên xe nó mệt lắm, cho nên là mọi người giỡn được chút xíu á thì ngủ. Thì lúc này tự nhiên nghe một tiếng hát lên ở trong xe. Thì lúc này Tân mà mọi người quay lại thì các bạn mà mới mua chục nem mà 5.000 á, cái bạn nữ mà dancer đó, thì mới nói là trời sao chục thét lên mà quăng cái cục nem luôn. Thì mọi người mới hỏi là chuyện gì vậy em, có chuyện gì vậy đó. Thì bạn đó nói là anh ơi, sao trong cái nem này nó có móng tay. Thì lúc này mọi người mới cảm thấy đó hoang mang. Hoang mang là tại vì biết sao không, tại ai cũng mua nem hết,
mà xem bà này có móng tay, tức nghĩa là không vệ sinh chứ không nghĩ là ma quỷ gì ở đây hết. Thì lúc mới cầm cái nem nó lên thì thật sự có cái móng tay đỏ. Thì mọi người nói trời sao mà bây giờ buôn bán kỳ cục vậy trời. Thì có người lại nói là tại do cái bé này á, bé dancer này mua rẻ cho nên người ta ghét, người ta mới làm như vậy. Nhưng mà thật sự trong bụng Tân lúc đó Tân nghĩ á, ai đâu mà ghét kỳ vậy, làm sao mà họ biết được rằng có người trả giá rẻ hay nữa, tâm để họ cố tình họ hại từ trước, đúng không? Họ bỏ móng tay vô từ trước để họ hại người ta, thì không thể nào có gì được. Thì mọi người mới thôi bỏ đi, thì bạn nó mới bỏ luôn một cái chục nem nó luôn, bạn nó mới ngủ. Bạn nó ngủ một hồi và nó hét lên một lần nữa, thì mọi người lúc này bác Tài giật mình, bác Tài mới dừng xe lại hỏi. Tại bác Tài cũng hơi bực mình, thứ nhất là tại giỡn quá nhiều á, bác Tài không có tập trung chạy xe được. Thứ hai là bác Tài á cũng cảm thấy khó chịu, cho nên bác Tài mới quay lại hỏi. Thì cái bạn này mới nói là mọi người ơi, hồi nãy em đang ngồi gần cửa sổ thì em thấy có một hình dáng cô gái tóc dài áo đỏ, mà cái gương mặt cổ ghê lắm, cổ nhìn em mà năm cái móng tay của cổ á bấu trên cái thành của cái viền của cái cửa kính xe bus, mà em nhìn rất là rõ, tuy trong mấy giây mà em nhìn rõ là móng tay cũng không có. Thì lúc này á là mọi người bắt đầu hoang mang cực độ, tại vì thật sự á, những chuyến lưu diễn của anh em nhà nghệ sĩ người ta rất là tinh, tại vì không phải một hai người gặp mà rất nhiều người gặp, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới họ cũng gặp trên những chuyến đi đêm như vậy. Thì lúc này á, cái bác Tài mới là người rất là tin vào tâm linh, bác Tài mới nói là bây giờ á, cái chuyện này nó là nghiêm trọng nhất. Thứ hai nữa là hồi nãy em có xúc phạm gì ai hay là em làm gì không, thì cái bạn mà dancer này thì không có nhớ ra, thực sự là cái lời nói bưng quơ không có nhớ ra. Thì bác Tài mới nói là ok, thì bây giờ bác Tài sẽ chở tới một cái chùa nào đó gần ở đây để mà vào đó gõ cửa và xin sơ sư ở đó để mà có cách giúp đỡ, cũng như là xá ở đó, xá Phật á, để mà xin sự giúp đỡ. Thì khi đi được một đoạn nữa thì lúc đó là thời gian là tầm khoảng 4:30 sáng rồi, thì tới được một cái ngôi chùa. Thì khi tới ngôi chùa này dừng lại thì rất là may mắn là thấy có một hai vị sư đang quét sân. Họ đang quét sân thì mọi người mới xuống, thì sư mới nói là giờ này chùa chưa có tiếp Phật tử. Thì mọi người rất là hớt hải hải, riêng bác Tài mới nói là sẽ kể lại cái sự tình đó cho cái vị sư đó nghe. Thì sư mới im lặng một hồi, sư mới thôi vậy đi vào đây đi rồi ngồi trước chánh điện á, niệm Phật. Thì lúc mà vào á thì riêng cái bạn đó vô chánh điện niệm Phật thôi, còn một số người ở ngoài á thì là tại vì người ta cũng không biết chuyện gì, chưa biết chuyện xảy ra, mà tại vì đi chung thì họ vào chung thôi. Thì một số người ở ngoài á, thì Tân và một số người nữa đó là có gặp một vị sư thứ hai, thì mới kể sự tình là sự việc này. Thì cái vị sư này mới nói là kêu cái cô bé mà gặp cái hồn ma đó ra. Thì vị sư mới hỏi á là con gặp cái cô gái đó con có sợ không? Thì cái bạn này mới trả lời dạ sợ, con sợ lắm sư. Thì cái người sư mới hỏi thêm một lần nữa là nếu con gặp lại cô gái này một lần nữa thì con có sợ không? Thì lúc này mọi người rất sợ, và cái bạn này cũng hoàn toàn sợ run lên rồi, run là gần như khóc rồi. Thì mọi người mới nói là bây giờ phải giải quyết cho xong cái vấn đề này, còn nếu bây giờ em bỏ em đi về á, có chuyện gì xảy ra với em thì không ai cứu được. Tại vì đây sẵn đây có sư, và các sư đang ở đây cũng đang tụng kinh vào buổi sáng á, thì em nên vào, em nên nói sư thử coi như thế nào. Thì sư mới nói là giờ con theo sư vào đây. Thì khi đi vào trong một cái khu để cho cốt của rất là nhiều Phật tử cũng như những người chết ở đó, thì sư dẫn đến một cái góc, và ngay đó là cái hình linh vị của cô gái mà cái bạn này thấy. Thì khi bạn này vừa nhìn thấy hình ảnh và linh vị này, bạn này xỉu ngay lập tức, vì quá sợ cho nên là xỉu. Bạn này xỉu ngay lập tức thì mọi người mới đưa ra ngoài. Thì đưa ra ngoài cũng chật vật lắm, tại vì cái nơi này nó rất là nhỏ, và đưa ra làm sao để mà đừng có đụng vô những cái hũ cốt khác. Thì khi mà đưa được ra ngoài bắt gió cũng như là cạo gió cho bạn này, thì sư mới lấy một cái nhành trúc, sư vuốt từ trên đầu vuốt xuống, sư mới nói á, là con gặp cái chị này là con đã xúc phạm người ta như thế nào đó, thì con phải nhớ, con xin lỗi. Thì lúc này đây bạn này thật sự không nhớ, bạn này không nhớ đã xúc phạm cái chị đó. Thì ngồi suy nghĩ một hồi rất là lâu thì mọi người mới nhớ ra là có bao giờ em nói cái từ là
mua nem hư, nem chua, nem rẻ gì đó mà người ta nói em hay không. Thì cái bạn này mới xin lỗi, là gọi xin lỗi đại chứ còn thực sự mình cũng không nhớ. Thì khi xin lỗi xong thì mọi chuyện, cái không khí nó bớt căng thẳng đi. Thì sư mới kể về cái cô gái này. Cô gái này đã chết rất là lâu rồi, từ khi cái chùa này thành lập, chùa được thành lập được 5 năm thì cái cô gái mới xảy ra sự việc này. Và cô gái này được người dân ở nơi đây đưa vào đây để mà ở trong chùa. Nhưng mà rất là nhiều người, khách mà đi mua nem ở trên cái phà Cần Thơ đó là thường xuyên gặp những trường hợp giống như vậy. Và cũng không ít người đã ghé vô chùa, cái hữu duyên sau đó đã ghé vô chùa để mà nhờ sư giúp xin lỗi giùm, chứ cô này chưa hại ai bao giờ. Thì cô gái này bị chết năm 18 tuổi, là bị chết ở ngay bên kia sông của Cần Thơ, là ngay cái chỗ mà cái bạn đó đi mua nem á, mà nó mua nem. Thì cô gái này á là một người bán nem mà cổ chết trong tình trạng á là bị người yêu mình giết chết, là do cổ không, giống như là cổ mình nghe mang mát là hình như cổ không có chịu đám cưới với anh này, hay là cổ bị hiếp giết như thế nào đó ở ngay tại cái bờ sông này, mà người đó đã rút hết móng tay và móng chân của cô này ra. Và điều ghê rợn hơn á là có lời đồn á là cái người đó đã cắt cái lưỡi của chị này để đi làm nem, sau đó là đem đi bán cho mọi người. Để làm gì? Thứ nhất là cái người giết cái cô này không có muốn cô này trở về báo mộng cho gia đình, hay là nói cho ai biết cái tên cũng như là người nào đã giết cổ, cho nên nó đã làm chuyện đó. Thì cái vụ án này hiện tại vẫn chưa tìm ra được hung thủ, và cô gái này đã chết oan đã rất là nhiều năm rồi. Và từ khi sau những cái lần đó mà Tân đi diễn hay đi bất cứ nơi đâu ngang phà Cần Thơ thì Tân không dám mua nem vào thời điểm đó. Mà lần nào đi ngang ngay chỗ đó Tân cũng niệm Phật, tại vì Tân rất là sợ. Mà ngày xưa Tân đi diễn miền Tây rất là nhiều, mà một lần đi là đi từ Long An về tới Cà Mau, rồi từ Cà Mau ngược trở về lại Sài Gòn mình. Cho nên là thời điểm đó Tân rất là sợ khi mà đi ngang cái chỗ đó. Và cái bạn dancer đó từ đó về sau cũng không có dám mở lời nói bất cứ một điều gì. Thì mà sau khi mà nghe người sư này kể thì mình cũng đồng cảm. Thì cô gái này chết trẻ quá, để lại ba mẹ già. Đó thì mọi người đã vào thắp nhang cũng như là an ủi cái linh hồn đó, và lên xe trở về. Và câu chuyện này nó trở thành một cái đề tài bàn tán, xì xầm trong xe suốt cái chuyến đi từ đó về lại Sài Gòn. Và lâu lâu anh em gặp lại ở ngoài quán cà phê vẫn còn nhắc tới cái đề tài về câu chuyện này. Tại vì thực sự nó làm cho người ta ghê rợn. Thì bây giờ các bạn cũng biết rồi, bây giờ thì phà Cần Thơ không có còn nữa. Khi mà cái cầu Mỹ Thuận xây lên thì nó đã nối liền hai bờ, cho nên là cái phà nó cũng không còn tồn tại nữa. Thì Tân không biết rằng có còn ai gặp ở nơi đó nữa hay không, có ai đi qua dòng sông đó hay là gần ở đó gặp nữa hay không. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện là gặp ma trong rạp hát. Thì Tân cũng không ngại chia sẻ về câu chuyện này. Gần ngay chỗ ngã tư Cao Thắng và Điện Biên Phủ thì có một cái rạp kịch. Chắc các bạn nào yêu thích kịch ma hoặc thích xem kịch cũng ít nhiều đã nghe tới hoặc đã từng tới đó coi. Thì trước đây cái rạp đó, thì tại Tân sống gần đó, Tân biết trước đây cái rạp đó là cái kho của Vinamilk, là kho sữa Vinamilk. Thì ba của Tân á là có làm thủ trưởng để mà coi cái kho sữa đó. Thì sau này cái kho Vinamilk đó bị bỏ thì xây thành rạp hát. Mà trước đó hình như nó cũng là một cái rạp hát cải lương, sau đó thành kho rồi rạp. Thì bây giờ nó trở thành một cái rạp kịch mà người ta rất là hay diễn kịch ma ở nơi đó. Thì lần đầu tiên họ ra mắt cái kịch ma được mang tên đó là Hồn Ma Báo Oán. Nói sơ về kịch bản Hồn Ma Báo Oán thì nói về một cái vụ trước năm 1975. Thì tại một cái nơi đào vàng á, thì có hai người đó là hai người bạn mà họ thương nhau như anh em cột chèo. Thì họ tìm được một trong hai người bạn đó tìm được một viên đá rất là quý, mà nếu bán là coi như giàu luôn. Thì cái người kia giấu không cho bạn mình biết, và đêm hôm đó muốn dọn nhà đi liền thì bị cái người bạn thân mình giết chết cả gia đình. Đó, thì cái câu chuyện khi qua năm 1975 thì thay đổi một chế độ mới, cho nên là cái vụ án nó bị chìm mãi ở khu đào vàng đó. Thì cái hồn ma này trở về báo oán cái gia đình này.
Thì đây là một cái vở kịch mà Tân rất là thích, tại vì lúc đó Tân đi coi và Tân coi một mình. Tại vì sao? Thứ nhất là Tân rất thích ma, và đối với Tân cái cường độ kinh dị của Tân đó nó rất là cao. Nó giống như ăn ớt là phải cay mà là cực cay. Cho nên là khi Tân vào đó Tân coi một mình là một, Tân coi trên phương diện nghệ thuật. Hai là Tân coi cái kịch bản và câu chuyện nó có hay hay không. Thì Tân mua vé vào đó Tân coi, thì Tân nhớ thời đó khi mua lại chỉ 80 ngàn thôi. Tân vào đó Tân coi thì cái dàn ghế, hai bên dàn ghế là để bọc cái vải màu vàng. Cái vải màu vàng nó giống như là cái vải chùa trên chùa đó. Thì khi Tân vào đó Tân coi thì Tân coi cái vở kịch nó rất là say sưa, rất là hay. Thì lúc đó rất là vắng mấy bạn, cái vở kịch tuy ra mắt nhưng mà rất là vắng. Thì Tân được ngồi ngay cái hàng ghế đầu của sân khấu. Thì lúc này đây khi mà Tân đang ngồi Tân coi diễn á, thì cứ mỗi lần tắt đèn thì Tân nhìn ở bên tay phải của mình là một dãy cánh gà, cái dãy mà ghế bên kia thì có hình dáng một cô gái xõa tóc dài áo trắng đang ngồi coi. Thì lúc này Tân nghĩ là à, thì ra là cái kịch bản này nó sẽ có hù hay là bất ngờ gì đó ở trong cái kịch bản này. Nhưng mà thật sự Tân coi từ đầu cho đến hết cái vở kịch thì Tân không có thấy hù hay gì hết. Chỉ cái cô gái tóc dài đó là ai mà tóc rất là dài, tóc dài đến chân luôn, mà mình không thấy rõ mặt, mà cũng ngồi ngay đó mình thấy rất là rõ, mà dường như những người khác người ta không thấy. Thì một sự kiện thứ hai, nói không biết các bạn có tin hay không, thì sau cái lần đó là Tân rất thích cái vở kịch đó, và Tân đã mời các bạn của mình suốt cái mùa Tết năm đó, là ai Tân cũng mời vô đó Tân coi hết, hoặc là xúi bạn bè bỏ tiền vô coi, tại vì Tân rất là thích coi vở kịch như vậy, vở kịch nó quá hay. Đó thì Tân coi ở đó ít nhất phải là 3-4 lần vở kịch đó. Và 3-4 lần đó thì cái lần đầu tiên Tân thấy, lần thứ hai là bạn Tân thấy. Thì bạn của Tân nó cũng là dân làm phim, như là quay phim chụp hình giống như Tân, nó quay qua nó hỏi là ủa sao kịch hay quá mà định nhát, sao mà để cái cô gái tóc dài ngồi ngay cái hàng đầu vậy, nếu mà ngồi hàng đầu vậy thì người ta thấy hết rồi, có gì đâu bất ngờ mà nhát. Thì cái Tân mới quay qua, Tân mới nói với cái bạn của Tân, ủa mày cũng nhìn thấy hả? Thì lúc này bạn Tân nó thấy rõ ràng, thấy kia đang ngồi đó tóc dài đó. Thì vấn đề nó ở chỗ là hai người bạn đi chung là 4 người đó, chỉ có hai người thấy là Tân thấy và thằng đó thấy. Hai người đi chung quay qua hỏi là ai tóc dài nào, thì hai thằng đó khẳng định là không thấy. Thì lúc này khi ra khỏi sân khấu thì mọi người mà Tân với những người bạn Tân mới bàn bạc, mà mới nói chuyện nhau, ủa gì không lẽ là ma, thực sự mới là ma. Thì lúc này là Tân mới thấy ngờ ngợ, bắt đầu thấy sợ. Tại Tân nhớ lại ba của Tân ngày xưa có kể á, là buổi đêm á mà ra ngoài này canh cái kho Vitamil phải ngủ lại. Thì khi mà ngủ lại tới nơi này á, là đêm nào ba Tân bị phá hết. Cho nên á, là bắt đầu Tân mới sực nhớ đó, à trước đây cái rạp này là cái kho Vinamilk mà ba mình canh nè, mà ông nói đây có rất là nhiều ma. Thì lúc này Tân với ba người bạn của Tân mới làm quen với lại cái bà mà pha cà phê, quậy cà phê đằng trước rạp á. Thì mới hỏi là cô, cho con hỏi nha, cô coi kịch ma vậy cô sợ không? Đó, cái bà nó mới nói là coi kịch ma sợ không thì cô không biết, nhưng mà mấy người diễn kịch ma ở trọng có gặp ma không á thì chắc có đó con. Thì mình mới hỏi là ủa trong rạp này có ma hả? Thì mình thừa biết trong rạp này có ma, nhưng mà mình vẫn cố tình mình hỏi thử cái sự việc như thế nào. Thì cái cô này cũng nói cái rạp này trước đây là hát cải lương. Thì ngày xưa á, cái sân khấu cải lương lên đèn á là rất nhiều những người mà người ta diễn viên nghệ sĩ cải lương ta lên hát, nhưng mà để nổi tiếng, để trở thành một cô đào hát hoặc là một kép chánh rất là khó. Cho nên không ít những cái vụ mà những ông bầu ở đây mà làm chuyện đồi bại để mà dẫn đến diễn viên của mình tự sát thì rất là nhiều. Thì trong đó có một cô đào, cũng không phải là đào chính nhưng mà cô rất là dễ thương, rất là đẹp. Cô từ dưới quê Sóc Trăng lên để mà cô tham gia nghệ thuật. Nhưng mà vì cái ông bầu này, ông lợi dụng như thế nào đó thì cô mang thai. Và cô đã không chịu được cái tiếng nhục, tiếng oan ở trong cái đoàn của mình. Thì cô đã tự sát ở nơi đây. Cô đã tự sát ở trong cái chỗ này. Mà dường như những người mà thở thế hệ bán trà đá ở đó, hoặc là những cái người mà gọi là mẹ của cổ á, thì biết câu chuyện này rất là rõ. Và người ta thường xuyên thấy hồn ma của cổ ở trong cái sân khấu này. Cổ thường ngồi đó để mà coi
những người nghệ sĩ nào đang diễn ở trên đó. Và bất cứ một người bầu show nào vào đó thuê hoặc là làm cái chuyện gì đó không tốt thì thường xuyên bị nhát, chứ không phải là đơn giản là như vậy. Thì mình không biết các anh chị diễn trong đó có bị hay không, có bị nhát, bị gặp hay không. Đó là câu chuyện mà mình nghe lại kể từ cái bà bán trà đá ở đằng trước đó. Và chính mình và những người bạn của mình đã từng thấy hình dáng cô gái này ngồi ở hàng ghế đầu ngay trong cái rạp đó. Và từ đó về sau thì Tân đã không coi cái kịch ở nơi này nữa. Vì một phần là công việc nhiều, thứ hai là Tân không có dòng lại nơi này nhiều nữa. Tại vì tiếc là gửi xe rồi cũng như là mọi thứ nó rất là phức tạp, cho nên là Tân không thích. Đó thì Tân không vào đó Tân coi nữa. Thì bây giờ cái rạp nó vẫn còn và người ta vẫn diễn kịch ma ở đó. Nếu các bạn cảm thấy thích kịch ma có thể ra đó coi thử như thế nào. Qua hai câu chuyện ngày hôm nay á, thì Tân gửi đến các bạn là câu chuyện về tâm linh. Và Tân rất rất là mong những fan nào mê chuyện của Tân hãy giúp Tân ấn vào nút chia sẻ ở trên YouTube cũng như là fanpage. Tại vì thực sự khi Tân post một cái câu chuyện lên hay là một cái link lên fanpage á, thì người vô like á, mấy trăm người nhưng mà chia sẻ có 3-4 người à. Cho nên là cái lượng mà người coi cũng như lượng subscribe ít dần đi. Thì cái mơ ước cộng đồng tâm linh của Tân cũng đâu có nhiều. Thì Tân mong các bạn có thể giúp Tân chia sẻ để cho Tân có được cộng đồng rộng rãi hơn. Thì Tân sẽ làm rõ ràng hai clip về linh thú để các bạn rất đặc biệt. Và Tân nghĩ là một đề tài các bạn cực kỳ thích ở trong tương lai. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Và rất mong chỉ vào ngày mai thôi thì Tân đạt được những gì mà Tân muốn và Tân chia sẻ chuyện linh thú với các bạn. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha.